Chào mừng bạn đến với thế giới của những cỗ máy công trình mạnh mẽ, những cái nút bên hông, xe sẽ vận hành hoàn toàn tự động và thực hiện các chức năng như một chiếc xe công trình ngoài đời thật như đổ cát, xúc đất. Sản phẩm được tích hợp thêm đèn hiệu tiếng người nói, vòi hiệu, âm thanh mô phỏng tiếng động cơ. Sở hữu ngay hai dòng xe ben và xe xúc đào mới nhất với giá ưu đãi lên đến 50%, ngay chỉ còn 429.000 đồng. Sản phẩm hiện đang bán tại hệ thống Bike Kingdom trên toàn quốc.